Thưa quý vị và các bạn, những cơn mưa rải rác từ tối và đêm qua khiến thời tiết Hà Nội hôm nay khá mát mẻ dễ chịu. Thời điểm sáng sớm trời nhiều mây, mưa vẫn lác đác ở vài khu vực trong thành phố, nhiệt độ vào khoảng từ 28 đến 29 độ, độ ẩm trên 70%, chất lượng không khí ở mức vừa phải. Từ sau 8 giờ, nhiệt độ bắt đầu nhích tăng và lên 30 độ vào lúc 10 giờ. Đến trưa, nền nhiệt tiếp tục tăng lên 32 độ và lên mức 33 độ vào đầu giờ chiều, rồi duy trì đến 16 giờ. Đây là mức nhiệt cao nhất trong cả ngày hôm nay, rồi sau đó giảm dần. Khi trời tối, nhiệt độ ở mức 30 độ. Những cơn mưa dông bất chợt vẫn có thể xuất hiện ở vài nơi trong cả ngày hôm nay. Độ ẩm trong ngày từ 73 đến 83%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay tới ngày 5 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong tháng 7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông kéo dài khoảng từ 2 đến 4 ngày. Tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trên Biển Đông có thể xuất hiện 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khả năng ảnh hưởng đến khu vực đất liền. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực tại Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với mức nhiệt độ không thay đổi. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút hôm nay.